Zoom Zoom TV. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình sẽ cùng với Zoom Zoom TV vẽ một chú cú mèo. Cú mèo này thì rất là đặc biệt đúng không? Nếu mà bạn nào mà thường hay thức khuya thì sẽ hay thường được gọi là cú đêm. Đó là bởi vì những bạn cú mèo này thì các bạn ấy ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm. Đầu tiên thì chúng mình sẽ vẽ một hình tròn, rồi cái phần thân như thế này. Và tiếp tục mình sẽ vẽ những chi tiết khác như chân này, rồi cánh này, rồi mắt này, mũi miệng nữa này. Và trong bước phác thảo này thì các bạn thấy không, tụi mình xóa, tụi mình tẩy, tụi mình vẽ đi vẽ lại nhiều mà. Bởi vì đây là bước phác thảo, là bước vẽ nháp thôi. Chú cú mèo ở trên đầu thì có hai cái nhúm lông dựng lên như thế này. Rồi tiếp tục, ở phần cổ này đây chính là những cái lông đấy. Chúng mình sẽ không vẽ hình tròn như bước phác thảo đâu, mà bắt đầu mình sẽ vẽ những cái đường sóng này, lên xuống này. Và ở bụng cũng vậy. Mình sẽ cho chú cú mèo của mình đang đậu trên một cành cây. Đây, tụi mình sẽ thấy cái đuôi của bạn ấy lòi ra như thế này. Và đừng quên, bạn ấy còn có cánh nữa nhé. Và tiếp tục mình vẽ trên khuôn mặt nào. Trong khuôn mặt thì sẽ có hình A giống một quả táo nè. Đây là cái phần mà trên mặt bạn ấy lông sẽ vòng quanh chỗ đấy. Xong rồi sẽ chừa ra cái mặt như vậy. Tiếp tục sẽ vẽ cho bạn ấy đôi mắt nào. Và cái mỏ. Đây, bây giờ thì mình vẽ một cành cây thật là vững chắc để cho cú mèo đậu lên nha. Đây, và phần mắt này. Phần mắt thì mình sẽ vẽ thật là cẩn thận và chi tiết ở đây nha. Thì cú mèo mà có đôi mắt thật là đẹp thì trông rất là giống đấy, giống một chú cú mèo ngoài đời đấy. Bạn thấy không, mắt thì tụi mình cần vẽ nhiều đường, nhiều nét nè. Và tiếp tục các bạn ơi, trước khi tô màu thì mình đừng quên xóa những nét chì đi nhé. Và tụi mình tô màu thôi. Mình sẽ tô cho chú cú mèo có một màu xanh và màu xám đấy. Các bạn xem mình phối màu như thế nào nhé.
Các bạn ơi, tụi mình đã vẽ và tô màu xong cho một chú cú mèo rồi. Các bạn hãy xem thêm nhiều clip trên Zoom Zoom TV nhé. Xin chào. Zoom Zoom TV.